Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không khí lạnh suy yếu khiến cho nhiệt độ ban ngày ở các tỉnh miền Bắc đều tăng lên. Trưa nay, toàn Bắc Bộ và cả Hà Nội đều có nắng mạnh, trời ấm áp như ngày hè với nhiệt độ cao nhất ở mức là từ 27 đến 29 độ. Sang ngày mai cũng là ngày 23 tháng Chạp âm lịch, người dân miền Bắc sẽ tiếp tục có thời tiết đẹp, trời không mưa, nắng ráo. Nền nhiệt cao nhất trên toàn miền sẽ phổ biến ở mức là từ 27 đến 30 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Thời tiết rất thuận lợi cho người dân miền Bắc tiến hành các hoạt động để tiện ông công, ông táo về trời. Dự báo từ ngày 15 tháng 1 thì miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc mạnh, gây mưa và khiến cho nền nhiệt độ giảm sâu. Khả năng cao từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 1 thì ở Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 9 đến 12 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến là từ 6 tới 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Không chỉ Bắc Bộ mà với các tỉnh miền Trung, nhiệt độ cũng đang có xu hướng tăng dần. Trong ngày mai, toàn miền Trung trời đều có nắng, nền nhiệt sẽ tăng rõ. Cao nhất ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng là từ 27 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì nhiệt độ nhỉnh hơn ở ngưỡng là từ 27 cho tới 30-31 độ. Lui về phương Nam, không còn những cơn mưa trái mùa. Nam Bộ và Tây Nguyên trở lại với thời tiết nắng ráo, đúng theo quy luật khí hậu vốn có. Trong đêm nay và ngày mai, ở Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa. Ngày mai trời nắng sớm nhưng cường độ nắng không mạnh. Vì thế mà mức nhiệt ngày mai ở Tây Nguyên vẫn chưa tăng nhiều, dao động trong khoảng là từ 27 đến 29 độ. Với khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ là 30 đến 32 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa thì trời phổ biến tạnh ráo, gió nhẹ, sóng thấp, biển lặng. Còn với khu vực huyện đảo Trường Sa thì gió Bắc đến Tây Bắc ở mức là cấp 3, cấp 4. Mưa xuất hiện vài nơi nên tầm nhìn xa cũng bị giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin thời tiết tiếp theo.